nhà giàu. Hôm nay bố mình vừa mới mua cho mình một cái đùi gà ngon quá. Gà siêu to không lớn à. Wow. Bây giờ mình thử một miếng mới được. Ngon quá. Cái này vừa mới nóng. Nóng hồi á. Cắn một miếng. Siêu ngon, kiểu như nhà giàu mới ăn cái này thôi. Em đói bụng không? Thôi, bây giờ anh em mình đi kiếm gì ăn đi. Đi em. Em ơi, đầu kia có thằng ăn đùi gà rồi, anh em mình lại xin. Anh ơi, cho em ăn đùi gà với. Mày biết cái đùi gà này bao nhiêu tiền không? Không. Cả đời em chưa thấy cái đùi gà nó to như thế này. Anh cho em ăn gà này là anh mua ở bên Mỹ, bố anh mua bên Mỹ, đưa về cho anh ăn á. Anh cho em ăn với. Được rồi, mày trả lời được câu hỏi này thì tao cho mày ăn 4 cặp 4 mới. 4 cặp 4. 1 2 3 4. 5 6 7 8 bằng 8. Được, mày đang kia mà mày chơi. Mày ngồi xuống đây. Đây, tao có 2 cây thì tao cũng ăn hết. Tao cho anh em mày 2 cây này được không? À, tao cho mày 1 cây này. Rồi. Đùi gà này ngon quá, thơm quá. Em có muốn ăn không? Bây giờ để anh thưởng thức trước. Bây giờ anh cắn cho em ăn nha. Em ăn tươi không em? Quẹt mayonnaise cho em ăn không? Không em cay á. Em không ăn à? Em không ăn à? Em ăn đi. Mình ăn thôi, mình đây. Được không? Em ngon quá anh ạ. Lần đầu em mới được ăn. Ngon quá anh ạ. Đừng thế rồi em ăn nha. Đèn thổi không em cay mồm. Em không ăn à? Bây giờ anh em mình chấm một miếng. Wow. Cái này em. Ngon quá. Bây giờ em đói bụng mà. Bây giờ em thấy nó no. Ngon quá, ngon em. Ờ, gà bố anh mua chuẩn luôn. Mua bên Úc về á. Gà ngon quá. Em đói à? Em đói. Em có ăn được không? Có. Nhường phần cho em rồi. Ăn cũng rồi đó, em xử lý hết. Wow, ngon quá.
Bây giờ mình phải ăn nó no đi. Mình đi về. Thôi, em ăn sau rồi anh ạ. Bởi sau đó quan anh ăn to nha. Nhà anh không thiếu gì ngoài điều kiện. Xử hết luôn em. Đùi gà này ăn ngon hơn đùi gà này. Tuyệt vời. Ngon lắm. Ngon. Thôi bây giờ thì em ở đây ăn nhá. Dạ, anh đi chơi. Bye bye anh nhá. Ừ, khi nào đói qua nhà anh ăn cho ăn nhá. Dạ. Ngon quá. Được rồi. Xong rồi TV. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy like, share, comment, đăng ký kênh của mình nhé. Chúc mọi người luôn khỏe và vui vẻ.